chỉ có thể nhìn nhau qua màn hình máy tính. Những mối tình yêu xa bất đắc dĩ, dịch Covid-19 và những lệnh cấm nhập cảnh vào EU nghiêm ngặt đã khiến hàng nghìn cặp đôi bị chia cắt. Giải pháp nào cho những người yêu nhau? Xin kính chào quý vị khán giả. Mới đây, một số quốc gia châu Âu như Đan Mạch, Na Uy, Áo và Hà Lan đã đưa ra giải pháp cho những người yêu nhau mà bị chia cắt bởi lệnh cấm nhập cảnh. Đó chính là các loại visa tình yêu. Cụ thể thì các quốc gia này ban hành các loại visa và mẫu đơn chứng nhận tình yêu đặc biệt nhằm giúp đỡ những người yêu nhau xuyên bờ châu lục được đoàn tụ sau thời gian dài xa cách. Hãy cùng tìm hiểu thêm về ý tưởng visa độc đáo này trong mục Trang Nhất Quốc tế. Và theo trang tin Insider thì Đan Mạch sẽ cấm cấp visa tình yêu cho các cặp đôi có thể chứng minh được mình đã chính thức bên nhau ít nhất là 6 tháng. Như vậy là người yêu của công dân Đan Mạch không thuộc EU sẽ có thể được nhập cảnh nếu chứng minh được họ đã yêu nhau nửa năm. Còn từ thứ hai tuần sau thì ở Hà Lan, các công dân nước này có thể đón người yêu vào lãnh thổ Hà Lan nếu họ có thể hoàn tất mẫu đơn hợp đồng tình yêu và vượt qua vòng kiểm tra tại biên giới. Nước này thì có vẻ dễ tính hơn khi các cặp đôi chỉ cần chứng minh họ đã yêu nhau được 3 tháng. Đối với những kẻ muốn lợi dụng sự linh động này thì khi mà bị phát hiện khai man, người làm mẫu đơn nhập cảnh với hợp đồng tình yêu sẽ phải chịu án phạt. Vậy điều gì đã khiến cho chính phủ Đan Mạch và Hà Lan đưa ra sáng kiến visa tình yêu này? Đó chính là kết quả của một chiến dịch mang tên #LoveIsNotTourism, #LoveIsEssential, có nghĩa là tình yêu không phải du lịch, tình yêu là thiết yếu. Chiến dịch có sự tham gia của hơn 300 người dân Hà Lan, cũng như là cư dân của người yêu không thuộc khu vực EU và bị chia cắt vì lệnh cấm nhập cảnh. Những người tham gia chiến dịch này không chỉ viết thư gửi cho chính phủ, kêu gọi chữ ký của cộng đồng, mà còn tạo ra những hashtag trên mạng xã hội để nâng cao nhận thức của mọi người. Ngoài ra, họ cũng tạo ra nhiều website chia sẻ các câu chuyện của mình khi phải yêu xa. Một trang các poster của chiến dịch này đã để lại ấn tượng với tôi, với lý lẽ của những người tham gia chiến dịch. Tôi xin được trích dẫn một phần sau đây. Khi mà cả thế giới được giãn cách xã hội cùng với người thân của họ, thì với chúng tôi, được giãn cách xã hội cùng người thương của mình là điều chỉ có trong tưởng tượng. Dịch Covid-19 đã khiến cho hàng nghìn cặp đôi bị chia cắt, và giờ khi các biện pháp đã dần được nới lỏng cho sinh viên và người lao động, thì tình yêu vẫn không được xem là lý do chính đáng để chúng tôi được nhập cảnh để đến bên nhau. Theo số liệu được thống kê trên website của chiến dịch Tình yêu không phải du lịch, tính từ ngày 1 tháng 7, các lệnh cấm nhập cảnh với người không thuộc EU đã chia cắt 1.578 cặp đôi. Con số này có thể còn tăng lên nữa khi mà nhiều người biết đến chiến dịch này hơn và vào website để cung cấp thông tin. Trong khi đó, từ tháng 3 tới giờ thì mới chỉ có 5 cặp đôi được gặp lại nhau, một con số quá là nhỏ bé. Một người tham gia chiến dịch tại Hà Lan thì chia sẻ với trang Deutsche News, chúng tôi muốn thêm mục là người tình nằm trong danh sách những lý do nhập cảnh giống như là Đan Mạch, Na Uy và Áo đang thực hiện. Những người đang trong quan hệ tình cảm có thể chứng minh bằng hình ảnh, tin nhắn và chúng tôi cũng sẵn sàng chi trả cho các quy trình kiểm tra sức khỏe và tự cách ly. Chỉ cần các bạn yêu cầu, chúng tôi sẵn sàng làm theo. Và người xưa thì có câu là thương nhau mấy núi cũng trèo, mấy sông cũng lội, mấy đèo cũng qua. Và ý chí này của các cặp đôi càng thể hiện rõ trong mùa dịch Covid-19, thúc đẩy một số quốc gia phải đưa ra sáng kiến visa tình yêu. Ý tưởng này đã nhanh chóng bén lửa và trở thành đề tài trên nhiều trang tin quốc tế. Ngày càng nhiều người biết đến chiến dịch này và thể hiện sự ủng hộ với các cặp đôi đang bị chia cắt bởi dịch Covid-19. Rất mong là nhiều quốc gia nữa tại châu Âu sẽ có thể xem xét áp dụng sáng kiến visa tình yêu để mọi người sẽ sớm được bên nhau.